Dịch vụ robot chứng khoán Mỹ 6.0 là gì? Là dịch vụ robot giao dịch được chia sẻ rủi ro cao nhất từ nhà cung cấp robot. Khi nhà đầu tư sử dụng dịch vụ này thì nhà đầu tư sẽ phải trả một khoản phí tương ứng bằng 25% số vốn đầu tư của mình. Ví dụ, bạn sử dụng dịch vụ robot chứng khoán Mỹ 6.0 cho tài khoản giao dịch là 1.000 đô la Mỹ, bạn sẽ phải trả thêm một khoản phí là 250 đô la Mỹ cho nhà cung cấp robot chứng khoán Mỹ. Với dịch vụ robot chứng khoán Mỹ 6.0, Nhà đầu tư được bảo hiểm tổn thất giao dịch 100%. Nhà đầu tư yên tâm tuyệt đối không sợ thua lỗ số vốn đầu tư của mình. Trong trường hợp rủi ro với tài khoản giao dịch của nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ robot chứng khoán Mỹ sẽ bơm vốn thêm vào tài khoản của nhà đầu tư, giúp tài khoản giao dịch của nhà đầu tư an toàn và sinh lời đến 60% số vốn đầu tư ban đầu. Dịch vụ robot chứng khoán Mỹ 6.0 không những bảo hiểm rủi ro giao dịch mà còn đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu cho bạn khi sử dụng dịch vụ này. Nói đơn giản và dễ hiểu thì dịch vụ robot chứng khoán Mỹ 6.0 vừa bao lỗ, vừa bao lời. Hãy truy cập vào website www.robotchứngkhoán.com để tìm hiểu robot chứng khoán Mỹ. Hotline 0899 193 638